Đây là tuyến đường xưa nhất và cũng là huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh, nối từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố. Qua những giai đoạn lịch sử, tuyến đường này có nhiều tên gọi khác nhau. Trước ngày giải phóng là đường Công Lý, sau khi đất nước thống nhất đổi thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Năm 1985, Ủy ban Nhân dân thành phố cắt đoạn từ cầu Công Lý đến sân bay Tân Sơn Nhất, đặt là đường Nguyễn Văn Trỗi. Dù tên đường có thay đổi bao lần, thì tên chiếc cầu vẫn được giữ nguyên hơn 60 năm qua, cầu Công Lý. Hẳn là điều không phải ngẫu nhiên, vì chiếc cầu này vốn gắn liền với tên tuổi của người con xứ Quảng, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, người đã làm nên sự kiện chấn động Sài Gòn khi đặt mìn mưu sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, kiến trúc sư cuộc chiến tại Việt Nam. Cạnh chiếc cầu, về phía đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là khu tưởng niệm thể hiện sự trân trọng của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với sự hy sinh cao cả của anh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Anh Nguyễn Văn Trỗi, khi ấy là thanh niên mới tròn 24 tuổi, làm nghề thợ điện, và trước khi thuộc về lịch sử, anh thuộc về người phụ nữ này. Gặp gỡ, yêu thương chị Phan Thị Quyên, và họ đã nên duyên vợ chồng. Chị Quyên quê gốc ở miền Bắc, nhưng cha mẹ vào Sài Gòn từ những năm 20 của thế kỷ trước. Lúc ấy, chị là cô gái làm công nhân ở hãng bông Gòn Bạch Tuyết. Khi đến thăm, chúng tôi rất xúc động khi biết chị vẫn giữ được những kỷ vật lưu dấu những ngày hạnh phúc ngắn ngủi giữa hai người. Thì cái ngày mà đầu tiên mà gặp ảnh đó, thì cái ngày 16 tháng Giêng, tức là ngày 19 tháng 2 năm 63. Thì đám cưới tới ngày 21 tháng 4 năm 64 mới cưới. Cái ngày đám hỏi thì má tôi thì cũng hơi đòi. Nghe là đòi ảnh sắm cái lễ hỏi thì cũng hơi nhiều. Đó. Nhưng mà ảnh cũng ráng, ảnh thương tôi thì ảnh cũng đi vay đi mượn để ảnh lo cái đám hỏi. Cũng thấy vì không có tiền mà cho nên sắm hai cái chiếc nhẫn, có mỗi người có mấy phân. Đô bông thì tôi cũng chọn cái đô bông hột bẹt bằng vàng tây để cho nó ít tiền. Những tấm ảnh cưới chị Quyên còn giữ đến ngày hôm nay cho thấy đó là hôn lễ của một cô gái còn ngây thơ, bỡ ngỡ bên chàng trai khôi ngô, cao lớn. Nhưng hạnh phúc chỉ tồn tại vỏn vẹn có 19 ngày, quá ngắn ngủi. Ngắn đến mức khi mà men đồng rượu cưới chưa tan thì chị đã trở thành vợ của một tử tù, chịu nỗi đau quá bủa. Ngắn đến mức khi mà anh Trỗi chưa kịp thực hiện lời hứa sẽ đưa vợ mới cưới về ra mắt với bà con thân thích tại quê nhà. Đó là làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, nay là Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Quê hương anh Nguyễn Văn Trỗi vốn hiền hòa như bao miền quê khác ở miền Trung, nhưng lại phải chịu sự tàn phá nặng nề của bom đạn Mỹ. Chúng gây nên biết bao nỗi đau thương, mất mát cho nhân dân nơi đây. Căn nhà này là nơi gắn bó với anh Trỗi suốt cả tuổi thơ, nhưng là một tuổi thơ mang nhiều gian truân vất vả, khi mà người mẹ hiền cũng vì chiến tranh mà đành bỏ quê dắt díu đám con thơ chạy giặc lánh nạn, nhưng cũng không tránh khỏi cái chết oan nghiệt. Mẹ tôi bị rắc rần, hầu nó đâu có thuốc, rồi ăn uống cũng thuốc mút không có nữa, cho nên cái rồi bỏ sốt rác rồi bỏ chết, mới để lại là ông Toàn, ông Trỗi, ông Đức với tôi. Đó là khi nó tôi mới có mười mấy tuổi thôi, rồi tôi cũng đi làm được, tôi nuôi má ông hết. Thì có ông Trỗi nó thì tới ông được 8 tuổi, mẹ tôi chết rồi đó, thì bớt mẫu
là bớt nó thôi, mày đông quá để bớt đem về bớt nuôi giùm cho bớt đứa. Anh Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940 trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Trong phả hệ 16 đời của tộc Nguyễn Văn, anh Trỗi là đời thứ 12, với tên cúng cơm trong gia phả là Nguyễn Văn Chí. Là người trong tộc, cũng là người thầy dạy của anh Trỗi từ thời vỡ lòng, ông Nguyễn Văn Nhung khá am hiểu tính cách cũng như việc học hành của anh lúc còn ở quê nhà. Tôi mở cái trường gọi là tư thục để mà dạy các em ở trong làng. Thì Trỗi hầu nó cũng có ra hạt, thì trang anh em tôi cũng tận tình tu bài, mà Trỗi rất là siêng, rất siêng và cố gắng. Một buổi là ở với bóp gần nước gần nồng để làm bún giúp cho bóp, còn một buổi ra hạt. Nhưng mà hạt trong thời gian là 3 năm nữa là ảnh có thể lên được lớp 3, lớp 4. Nghĩa là con trình độ học vấn là anh cũng mau hiểu, nó cũng mau nghe. Tính cách của anh là rất là nga thản và rất là biết thương yêu, biết kính trọng thầy cô, biết thương yêu bọn bà, giúp đỡ bọn bà này khó khăn. Cái khi mà bọn bà thiếu thốn bút chì hay là cái gì đó thì anh cũng sẵn sàng anh giúp đỡ, chỉ dẫn đứa đó. Anh rất là tốt. Theo nhiều bà con trong làng, tuổi thơ của anh Trỗi gắn liền với nghề làm thuốc lá này, vì đây là một trong những nghề nổi tiếng của làng Thanh Quýt nói chung và gia đình anh Trỗi nói riêng từ bao đời nay. Dòng sông Thanh Quýt hiền hòa, thơ mộng chảy bên nhà cũng đã in dấu không biết bao nhiêu lần lặn ngủ của cậu bé Nguyễn Văn Trỗi những ngày thơ ấu. Hình ảnh quê hương không chỉ là hành trang anh Trỗi mang theo vào Sài Gòn để nhiều lần kể cho người vợ trẻ nghe đầy tự hào, mà đây hẳn còn là nơi ươm mầm lý tưởng cách mạng nơi chàng trai này. Được biết, cha của anh Trỗi cũng là người hoạt động cách mạng từ thời chống Pháp ở Sài Gòn gia đình. Người anh ruột Nguyễn Văn Toàn cũng tham gia chống Mỹ ở vùng Điện Bàn, Đà Nẵng, và một em trai Nguyễn Văn Đức là liệt sĩ. Đặc biệt là những người trong tổ biệt động Sài Gòn của anh ngày ấy cũng là những người cùng quê hương. Trong cái tổ đó thì có anh Tư Kiếm là ở Hậu Nguyễn Hữu, anh Lời cũng ở Nguyễn Hữu, còn anh Trỗi là ở Nguyễn Giang, là có ba anh là người quê Thanh Quýt. Mùa hè năm 1946, anh Nguyễn Văn Trỗi một mình vào Sài Gòn sinh sống. Khoảng giữa năm 1963, anh gia nhập tổ chức và trở thành một chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Đầu năm 1964, anh được cử đến căn cứ Rừng Thơm ở Long An học tập chiến thuật đánh giặc. Biết tin phái đoàn quân sự cấp cao của Mỹ do McNamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đến Sài Gòn thị sát chiến trường vào tháng 5 năm 1964, lực lượng của ta liền vạch kế hoạch tiêu diệt McNamara. Với tình yêu quê hương và lòng căm thù sâu sắc, nên mặc dù mới cưới vợ được hơn 10 ngày, Nguyễn Văn Trỗi vẫn xung phong nhận nhiệm vụ cùng đồng đội cài mìn ở cầu Công Lý, nơi dự đoán là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara cùng phái đoàn Mỹ từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố Sài Gòn sẽ đi qua. Tuy nhiên, khi Nguyễn Văn Trỗi cùng đồng đội mới đặt được quả mìn 8 kg ở cạnh cầu Công Lý, đang chuẩn bị nốt một số công việc còn lại, thì không may việc bị bại lộ, anh đã bị giặc bắt. Nói anh hoạt động thì tôi hoàn toàn tôi không biết, cho nên khi mà anh bị bắt như vậy á, mà thì tôi cũng buồn chứ, buồn á, mình á thì cũng còn nhỏ, mới cưới nhau có mười mấy ngày thì anh lại như vậy. Thì ảnh là tù rồi, nó cũng bắt tôi tù nữa, giam tôi cũng hơn tháng nó mới thả. Buồn lắm, thì nhiều khi giận ảnh nữa, cho nên ảnh đi nghe lời người ta lại làm chi những cái chuyện vậy. Nhưng mà khi mà vô tù thì sống chung với này mấy chị trong tù, nhất là chị Trương Mỹ Hoa đó, là cùng phòng với tôi đó. Thì khi mà chị biết tôi là vợ anh Trỗi
thì chị cũng rất là quan tâm. Và chị cũng nói về cái việc làm của anh Trỗi là cho tôi đừng có buồn. Thành ra từ cái chỗ mình cũng buồn, giận chồng, nhưng mà hiểu được cái việc làm của anh là chính nghĩa, cho nên là thương anh. Rất không may cho chúng tôi, khi thực hiện bộ phim này, đồng đội còn lại duy nhất của anh Trỗi là ông Nguyễn Hữu Lợi cũng vừa mới mất. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động và tính mạng cho đồng đội, Nguyễn Văn Trỗi kiên quyết công khai ông Nguyễn Hữu Lợi và nhận hết trách nhiệm về mình. Lúc mà anh Trỗi anh đi vệ sinh thì hai anh em gặp nhau tại phòng giam của phòng vệ sinh của Tổng cục Cảnh sát. Thì anh Trỗi anh dặn anh Lợi là bây giờ em không có nhận gì hết. Nếu mà em nhận là hai anh em chết luôn. Bây giờ anh chị để cho anh nhận thôi. Em còn sống để mà về chiến đấu tiếp. Chứ còn để hai người nhận luôn á là sẽ bị tử hình. Thôi để anh nhận. Thì lúc đó anh Trỗi anh dặn anh Lời vậy. Họ quay đơn thì họ mới nói tôi thôi đi về đi, sáng nay đây có khách, chiều vô. Thì lúc bây giờ thì tôi cũng không có đi, mình không biết gì hết. Tới lúc mà tôi quay ra đi ra thì tôi thấy một tiểu đội quân cảnh nó mang súng cặp biên, đứng một hàng dài như vậy. Rồi tôi đi một đoạn thì tôi thấy cái xe nhà binh nó chở cái hòm vô. Tôi còn quay tôi nhìn cái hòm nữa mà. Thì cái hòm mà cái kiểu như cái hòm đạo Thiên Chúa đó, đầu to đầu bé. Thế trong đầu tôi nghĩ tôi nói ủa trong này ai chết mà chở hòm vô. Đó. Cái mới đi ra ngoài thì tôi mới thấy phóng viên nhà báo vô đông lắm, kể cả báo nước ngoài nữa. Thế này tôi ra cái cổng ngoài thì tôi mới đến cái nhà cái chị mà gửi xe đạp kế gần đó. Thì chị hỏi cô vô cô có gặp chồng con không? Thế tôi cũng nói không, mấy ông biểu em về đi chiều vô gặp. Thì khi mà chị nghe tôi nói vậy thì chị mới nói to lên, chị nói tiếng chị to lắm. Chị nói tụi nó xí gạt cô đó, chứ chút nữa nó đem chồng cô ra xử. Cô thấy nó chở cái hòm vô không? Thì khi mà chị nói vậy thì tôi đương sắp cái vỏ đồ với này thôi mình rớt lúc nào cũng hay. Sáng mãi tên anh, người con của đất nước. Sông núi reo ca, người anh hùng thành đông bất khuất. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi, người công nhân thành phố Sài Gòn. Mà lời anh trước súng giặc thù vẫn cháy lửa chiến đấu. Ôi, tên anh truyền khắp toàn cầu. Anh Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn tại trường bắn Khám Chí Hòa, Sài Gòn, sáng ngày 15 tháng 10 năm 1964. Trong 9 phút cuối cùng của đời mình, khi chung quanh chỉ toàn là kẻ thù và nhiều phóng viên báo chí quốc tế, anh Trỗi đã nói những gì cần nói. Và những lời hô bất khuất của anh đã đi vào lịch sử của dân tộc. Có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi lời ca, có con người như chân lý sinh ra. Nhà thơ Tố Hữu đã nói hộ cảm nhận của hàng triệu trái tim người yêu nước Việt Nam và bạn bè trên thế giới yêu chuộng hòa bình, khơi dậy trong lớp thanh niên ngày ấy ý chí chiến đấu sôi sục hơn. Anh Trỗi hy sinh á, nó hết sức là dũng cảm, hy sinh một cách lẫm liệt. Tấm gương của anh Trỗi hết sức đẹp, nó làm lay động con tim khối óc của triệu triệu thanh niên Việt Nam, triệu triệu người Việt Nam. Không những thế nữa,
nó còn lay động con tim của nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Từ đó cái phong trào đấu tranh ở miền Nam, phong trào đấu tranh ủng hộ cuộc kháng chiến của chúng ta đó trên khắp thế giới ngày càng nổi lên một cách rất là mạnh mẽ. Trước cái tình hình đó thì ở thanh niên ở Trung ương Cục chúng tôi cũng tổ chức học tập và làm theo tấm gương của anh Trỗi. Có thể nói chúng tôi tự hào về anh Trỗi. Chúng tôi học tập để làm theo tấm gương đó. Và nhân cái dịp Đại hội đoàn thanh niên toàn miền Nam lần thứ nhất thì tôi mới viết cái kịch bản về cái tấm gương anh Trỗi, và chính tôi là người thủ vai anh Nguyễn Văn Trỗi. Tại căn nhà số 8 đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội, nhà báo Trần Đình Vân không chỉ lưu giữ khá nhiều tài liệu về anh Trỗi, mà câu chuyện về anh cách đây hơn 50 năm vẫn còn như in trong trí nhớ của ông già, năm nay đã 91 tuổi. Sau khi anh Trỗi hy sinh, ông Trần Đình Vân, bút danh Thái Duy, khi ấy là phóng viên báo Đại Đoàn Kết của Mặt trận Giải phóng miền Nam, được giao nhiệm vụ viết về anh Nguyễn Văn Trỗi. Và chị Phan Thị Quyên trở thành nhân chứng sống của sự tích anh hùng, ngôi thứ nhất trong cuốn sách Gối đầu giường của cả một thế hệ sống như anh. Nó có cái đặc biệt là ở Venezuela, khi mà ông Trỗi mới bị án tử hình thôi, thì du kích Venezuela đã bắt sống một thằng đại tá Mỹ Sigmoland, và lập tức là Đảng Cộng sản Venezuela là tuyên bố rộng rãi với thế giới ngay là nếu mà thả ông Trỗi thì mới thả Sigmoland. Đấy, cái sự kiện ấy làm cho chấn động thế giới. Chính vì vậy mà khi mà nó mang ông Trỗi ra nó bắn ấy, thì là cái cuộc tử hình của ông Trỗi ấy, là có rất đông nhà báo quốc tế, mấy chục nhà báo quốc tế đến dự. Một người chết đến nơi rồi, cái cọc bắn ở ngay bên cạnh, nhưng ông ấy trả lời rất rất bình tĩnh. Hơn nữa, không những bình tĩnh, trả lời rất gọn, rất là có ý nghĩa. Có thể nói cái chết của ông Trỗi ấy, là vào ống kính của nhà báo rất cụ thể. Đấy, vì vậy cho nên là cả nước biết. Tấm gương hy sinh dũng cảm của anh Trỗi lúc bấy giờ đã gây xúc động mạnh tới hàng triệu đồng bào cả nước và trên toàn thế giới. Hình tượng Nguyễn Văn Trỗi trở thành cảm hứng, nhân vật chính trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, gây xúc động lòng người. Trong đó có phim tài liệu Anh Nguyễn Văn Trỗi Sống Mãi và phim truyện Nguyễn Văn Trỗi của nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Bùi Đình Hạc. Cả hai bộ phim không chỉ ca ngợi tấm gương. Đóng phim Anh Trỗi ai cũng nhiệt tình, và có những người mà chúng tôi rất xúc động là khi đưa tiền rồi là thủ lao thì họ không nhận, là bỏ đóng phim của anh Trỗi chúng tôi không nhận thủ lao, xin cảm ơn thôi chứ không nhận thủ lao. Tình cảm của anh em, anh chị em ở bờ tuyến đường như Hà Tĩnh, Quảng Bình lúc bây giờ thì có lúc phải chiếu dưới địa đạo, có lúc chiếu dưới hầm, nhưng mà đặc biệt gây xúc động lớn đối với người làm phim là nhân chiếu tuần lễ phim Nguyễn Văn Trỗi ở Cộng hòa Dân chủ Đức, và tình cảm của quốc tế đối với bộ phim này cũng rất là lớn. Mãi mãi 24 tuổi, Nguyễn Văn Trỗi vẫn được chúng ta gọi bằng nhân xưng anh. Từ một thiếu nữ thơ ngây, định mệnh đã sắp đặt cho Phan Thị Quyên trở thành vợ của một anh hùng. Và theo thời gian, chị Quyên ngày nào giờ đã thành bà Quyên. Nhưng trên hết, chính là bà đã chọn đi theo con đường của người chồng quá cố để tiếp tục sự nghiệp giang dở của Nguyễn Văn Trỗi để lại.
Cũng từ đó, bà Quyên sống cuộc đời hoàn toàn khác, sôi động và rộng mở. Trong đoàn tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết thăm Venezuela vào cuối năm 2008, có bà Phan Thị Quyên. Tại đây, bà Quyên đã được gặp các du kích quân từng bắt sống viên sĩ quan Mỹ Michel Smolens để đổi mạng anh Nguyễn Văn Trỗi ngày trước. Sau bao nhiêu năm tháng, câu chuyện về người anh hùng xứ Quảng vẫn được ghi nhớ ở đất nước Nam Mỹ xa xôi này. Venezuela mời chị Phan Thị Quyên đó, thì họ tổ chức một cái buổi gặp gỡ rất là long trọng. Có những cái anh du kích hồi xưa đó mà đứng trực tiếp bắt Trung tá Mỹ, thì với một cái tập thể nữa gặp gỡ cả có chúng tôi. Thì trong cái buổi gặp gỡ đó phải nói hết sức là thân tình, hết sức là nồng nhiệt. Họ tôn trọng anh Trỗi là một cái anh hùng liệt sĩ, có thể nói rất là vĩ đại. Rồi họ cũng mến mộ chị Quyên, mến mộ nhân dân Việt Nam. Với những hy sinh cống hiến cho quê hương, đất nước, chỉ hai ngày sau khi anh Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn, ngày 17 tháng 10 năm 1964, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng anh danh hiệu anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng và huân chương thần đồng hạng nhất. Năm 1995, Đảng và Nhà nước ta truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho anh. Bác Hồ kính yêu đã ghi trong bức ảnh anh Nguyễn Văn Trỗi trước pháp trường những lời nhận xét hết sức tinh tế trước cái chết lẫm liệt vì dân, vì nước của anh. Riêng tại quê hương Quảng Nam, ngay sau khi nghe tin chế độ Sài Gòn xử bắn anh Nguyễn Văn Trỗi, đã có hàng ngàn thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, quyết trả thù cho anh. Sau ngày đất nước thống nhất, tuổi trẻ Quảng Nam, Đà Nẵng với sự góp sức của cả nước, nhất là tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, đã xây dựng nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn. Đây cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Khi nhà lưu niệm hoàn thành, dù mùa mưa hay mùa nắng, hàng ngày đều có người thường xuyên túc trực và hầu như ngày nào cũng có người đến thắp hương viếng anh Nguyễn Văn Trỗi. Đặc biệt trong những dịp kỷ niệm ngày anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh, ngay tại nơi đây, huyện Điện Bàn, nay là thị xã Điện Bàn, đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa, như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, kêu gọi tuổi trẻ cả nước tích cực sưu tầm hình ảnh, tư liệu, kỷ vật về anh để trưng bày tại nhà lưu niệm. Và nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của tuổi trẻ Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung trong nhiều năm qua. Nhân dân Điện Bàn cũng như thanh niên Điện Bàn rất là tôn vinh anh hùng liệt sĩ Nguyễn Trỗi. Anh là một tấm gương cho các thế hệ noi theo. Tháng 7 năm 1965, sang ngày anh mất một năm đấy, thì Điện Bàn có cái phong trào tòng quân giết giặc theo gương anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Nhân cái ngày 50 năm anh mất, thì tất cả đoàn viên thanh niên trên thị xã cũng đã tham gia viết bài và đạt cái kết quả là khá tốt. Đây cũng là một cái việc là giáo dục thanh niên cho cái hôm nay với một cái chủ đề đó là sống như anh. Sự hy sinh vì tổ quốc trong tư thế lẫm liệt của anh Nguyễn Văn Trỗi đã trở thành biểu tượng của thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và sống mãi trong sử sách, trong lòng người dân đất Việt, nhất là đối với người dân xứ Quảng. Hôm nay, nhiều thế hệ trẻ tỉnh Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung đang bình yên học tập trong những ngôi trường hoặc
bình yên đi về trên những con đường mang tên Nguyễn Văn Trỗi. Một người chọn cái chết cho muôn người được sống. Một con người như chân lý sinh ra, hẳn sẽ không quên những hy sinh của thế hệ đi trước, để sống xứng đáng hơn và góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp trường tồn của non sông đất nước Việt Nam. Xin tàu quân cứ Mỹ xâm lăng.